Ok, lên em. Hôm nay vẫn cái câu nói quen thuộc thôi. Chúng ta lại chơi một con game mới. Đâu ta? Game này Sale Laser á, là người bán hàng đúng Sail không? Blazers. Sale Laser, chúng ta sẽ nhập vai vào một cái người bán hàng. Đây, xây dựng một cái cửa hàng ấm cúng và bắt đầu cái hành trình thương mại của mình. Gây dựng lên một cái đế chế bán lẻ. Trò chơi này thì nó hợp cho cái co-op từ 1 đến 8 người chơi nhập vai luôn. Mà không biết kết hợp giữa hai yếu tố này nó ra làm sao ta, vừa xây dựng vừa quản lý lại vừa mà sinh tồn nữa ha. Nè đúng rồi Thank nè, đây chúng ta có chặt cây, có xây nhà, đây làm cái shop để bán hàng. Hình như mới có thanh xe ghi gì đấy. Ồ, xây cái nhà cũng đẹp quá chứ. Welcome to Kazai Village. Chơi chơi chơi. Đậm cái phong cách samurai luôn nha. Game này thì nhìn trông có vẻ là co-op là khá thú vị đó, nhưng mà chơi single player thì không biết làm sao. Coi thử cái trailer thứ hai đây. Ủa, coi thử trailer thứ hai. Ủa nãy giờ chúng ta coi cái trailer nào vậy? Update 14. Hình như đúng là đi bán hàng thiệt anh em ơi. Chúng ta tự đi làm cái băng nhóm xã hội đen đi săn hàng bán hàng luôn. Tôi nhớ hồi trước có coi cái trailer thú vị lắm, không biết giờ còn không. Hình như cái trailer này nè. Rồi đúng rồi, nó dạng như phim hoạt hình vậy đó. Cây cú. Bắt đầu hồi tưởng à. Chúng ta cần một viên hồng ngọc. Hồng ngọc là cái quái gì? Ok, làm đi. Dành cho bà cụ này. Rồi thanh niên này là chắc thuộc dạng là sim lỏ rồi đó. Sĩ gái nè. Cái chảo có bút ghi nó gì, cuối cùng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ ha. Này thì sim gái anh em thấy bây giờ kinh tế khó khăn chưa, kiếm tiền phải đổ mồ hôi xương máu vậy đó. Khách mới bà Duyên Hồng Ngọc. Ồ, nhân vật này cũng đẹp quá ha. Em này là chắc bên phản diện rồi. Trong game là thú vị phết rồi đó. Vô thử đây. Đây, giới thiệu con game rất đơn giản luôn. Xây dựng một cửa hàng ấm cúng, bắt đầu đế chế bán lẻ, nó chống lại đủ quỷ trong game nhập vai, quản lý cửa hàng sinh tồn với giới mở dành cho 1 đến 8 người chơi. Thì game này chắc hợp với co-op á. Có online PvP nào, online co-op nè. Nhưng mà vẫn có cái single player nha. Game thì vẫn đang trong cái giai đoạn early access và dự kiến kéo dài trong vòng 2 năm. Nhưng sau cái thời gian early access thì giá sẽ tăng thêm một tí, cho là có rất là nhiều cái cập nhật về sau đó. Thì lúc mà dev gửi con game này cho tôi thì gửi tới 2 key rồi, đưa thằng đệ tôi kia rồi mà nó méo chịu chơi. Cây cú biên điệp đi giữ cái kia đó lại này. Rồi chúng ta vô game thôi. Sale laser, người bán hàng. Bật FPS lên này. Game không chạy à, anh em để từ từ. Tôi nghe tiếng mà không thấy con game. Đây thấy nè, cái đoạn trailer nãy nè. Mình lên kiếp qua đi. Xếp tin. Sao nó cứ dính cái màn hình ta? Em đợi tí.
2.4, 1.4 độ phân giải gì kìa vậy? Bootleg. Rồi, ok, ngon nghẻ rồi đó. Được kêu lên 1 chấm đàng hoàng chứ. Cái bớt mà thấp thấp thôi. Con máy giữa của tôi nó giờ khỏi lắm mày. Bóng mềm á. Depth of field thì không đâu. Cái này là nó phản ánh cái thời gian thực luôn, nên chắc cũng không cần. Nguồn màn hình cũng không luôn. Bóng của mày cũng không luôn, khó nhìn lắm. Hiệu ứng thời tiết thì giữ để chạy. View view 90, ok. Hình John di chuyển thôi, ngôn ngữ. Có Thái Lan của chúng ta nè, có anh hàng xóm mà. Cái giai đoạn Elijah Upset này thì cái phần dịch thực nó chỉ ở mức cơ bản như thế thôi. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trong thời gian Elijah Upset này. Chúc vui vẻ những cái mà người giữ cửa hàng. Ủa? Là giai actor. Tạo nhân vật mới. Đương nhiên là gái này. Số hình bên đây đẹp lắm mà. Đi, con mắt có hình trái tim như ai hay gâu luôn kìa. Ngon. Sao mà mặc cái đồng phục này? Cũng được. Gái mà có gâu hả? Thôi thôi thôi. Bỏ cái tập về đi. Không được. Như thế này là bay kênh liền. Áo ba lỗ nè. Áo ba lỗ nhưng mà thực ra nó tới 4 lỗ rồi. Thôi đánh khung này đi. Gì đây, Hawaii hả? Cũng được. Rồi, ok, còn giày nữa hả? Mắt kiến nữa kìa. Thôi, không mắt kiến đâu. Một thằng cận này nó livestream được rồi. Ủa, nó chơi game được rồi. Chi mà hai ba đứa cận là game tay, thằng giật. Rồi vô, chúng ta vô game. Tại game. Nếu độ khó đương nhiên là cực kỳ khó ấy. Game only, điền vai. Mật khẩu. Chết rồi, anh em thấy mật khẩu rồi. Vô. Ok. Cái này giống như một bức tranh vẽ vậy ha, nhìn cũng đẹp hết chứ. Chưa dĩ danh có hình tụ rồi kìa. Mới như vô game mà có hình tụ luôn rồi. Don't worry. I've got your eye. Đừng lo lắng, tôi đã bắt được cậu rồi. For some good old-fashioned craftsmanship at Pop Pop Shop Shop. High-quality handcrafted goods at amazing prices. Would you like to see my wares? There's bamboo here and bamboo there. Of every price. Này ống phe hàng của mình à. Ok. Takers. That one might need a bit more time in the oven. Ah.
You're finally awake. Cuối cùng thì anh đã thức dậy rồi. Let me check if you're fully healed. Let me get you some food and let you rest here. Bây giờ mình đi kiếm một ít thức ăn để mà cho nó phục hồi đã. Đi. Tổng ăn thì mình ăn vậy. Good to go. So, what's your name? Oh, what a fine name. My name is Pop Pop. Pop Pop. Pop Pop Shop Shop. Pop Pop Shop Shop. No, it ain't much now, but soon it will be. Cái shop này bây giờ hơi tan quan tí, nhưng mà tương lai nó sẽ phát triển rất nhiều, giống Amazon nữa không? And what will the most amazing shop on the island be selling? For now, bamboo cups. But soon a ticket off this island. Open World Survivor Shopkeeping. Most folks. Anh em thấy cái đường dị tiền tệ của chúng ta là có không đồng rồi chưa? But it's truly possible. I just need a little help now that I'm all on my own. Some of the most outstanding. Có khi là mình bắt đầu làm công cho ông này quá. Just like this. Now that you're rested, you seem like you might be able to help me out. What do you say? Help me with a shop so we can get folks off the island and reunite them with their loved ones. Okay. Đương nhiên phải làm việc rồi. I'll tell you more about my plan to leave the island soon. With my knowledge and your capabilities, we'll get the shop going in no time. Our shop plot is all covered in bamboo and salvage crates. Bây giờ bắt đầu mình đi hái lượm. Rồi ok. Mình sẽ đi hái lượm một tí tre và một cái thùng hàng nằm ở đây gần đây. Mình đợi tí sau mà cái tin nhắn nó không hiển thị đâu. And with my bad leg, clearing the shop plot has been quite the struggle. I'd really appreciate it if you could help me finish clearing it out. Rồi, ok. Make a bamboo tool out of the bamboo. That một số cái công cụ bằng tre hả? Tre là ở Việt Nam mình rất là nổi tiếng nha. It's just up the hill here. Nhà của ông này thì đang nằm trên cái ngọn đồi ở phía bên kia. Có gì thì lại đó gặp ổng để nói chuyện. Rồi ok, bắt đầu làm công. Tự nhiên ổng vớt mình đầu lên cái ổng có thằng cu li luôn à. Nhảy nè, anh vô nè, đăng nè. Cái gì ghê vậy? E là tương tác, còn F mới là nhập. Rồi ok. Rồi sao? Mình cầm cục đá mình đập cái thùng. Chặt được cái cây luôn nè. Nhấn tab lên để gáp một cái công cụ bằng tool vậy đó. Rồi đánh bình thường nó nhanh hơn. Cái hai lượm của mình đã lên một level ngon. Game này thấy vậy mà nó nặng phết đó nha. Con máy chạy âm âm luôn. Gấp tinh. Mình bây giờ là có 16 cái khúc tre. Mình có thể chế được một cái này. Chế cái gì bây giờ? Cái gậy này chắc để đánh nhau thôi. Cái bàn chế tạo đã. Số 4. Chế ở đâu bây giờ ta? Cái gì đi lấy cái bàn đánh. Nó dùng nguyên cái bàn nó đánh. Xây làm sao? À nhấn tab để đặt cái bàn xuống. Tab. Game này của bộ nó bự bự rồi đó. Tương tác cái bàn này mình có thể gáp được rất là nhiều thứ luôn. Đây là cái bảng nghiên cứu, còn đây là cái bảng làm việc. Còn đây là cái bảng để mà hiển thị mấy cái bản đồ là sao, trình chiếu một số cái đồ nhỏ là đặt cái đồ lên chân đó hả. Đây là mấy cái cửa hàng. Cái kho nhỏ.
Nhấn em M lên để xem một số cái quét ở gần. Bây giờ mình đi về chỗ hôm này, hướng này phải không? Rồi đi. Số 4 là cái gì mới được chứ? Ơi, đánh rất là nhanh luôn nha. Gom gom đồ. Cần phải chặt cái cây này ra nữa không ta? Không, nó tự bể rồi. Nhưng mà hai lượm đã lên level 2. Bây giờ trừ 200 máu. Có gì ăn không? Không chết rồi. Thôi đi 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 gặp ông. Thẳng lên hướng bắc qua cái ô này. Ác một cách cực kỳ thất đức luôn. Bây giờ máu mình nó xuống một chấm rồi. Ăn, ăn táo, ăn táo. Tội nghiệp các đồng chí. Game này hơi thiếu nhạc nền nha. Nhìn nó dương ngắn quá. Này là cái gì vậy? Giống cái tàu mà của thằng mà cái đích nó xuống cái hành tinh của Sung Con Cu á. Đi con heo gừng thì chơi không nổi nữa đâu. Đúng nhà giàu thì anh em nhìn cái biệt phủ của người ta kìa. Loot của cũ luôn. Được tí fiber. Wow. Loot chặt đồ cũng giả vậy này. Thịt gà của ông sếp luôn. Oh. Cái trang viên này đúng kiểu Nhật Bản nha. Sao trời không có mây gì hết vậy? Chào ông. Tìm việc tốt lắm. Hãy nhanh chóng thực hiện những cái công việc đó đi. Cái gì đấy? Hình như mình hơi ác rồi đó. Đi có bò bít tết luôn. Cảm ơn rượu, con đang đói. Nhà ông sếp luôn cũng được nữa ha ta. Cái gì đây? Bamboo lúc ngon. Cục đá ông cũng bỏ trong tủ nữa. Nước ngọt. Nên dục bớt cái gì ra bây giờ. Cái chuông tiền. Cái chuông này là để khách hàng nó gọi mình.
Cái này là cái gì nữa đây? New totem added to your map. À. This totem will now serve as your Telemed rebirth location. Teleporting to any totem in your personal transport network will set it as your Telemed rebirth location. This totem is not yet connected to your personal. Would you like to connect it for teleportation? You have successfully connected this totem to your personal. You may now use your map to travel. Và mình có thể teleport giữa các bên. Ok, ngon, đỡ không dễ chạy. Sau này lên nhà ông sếp thì teleport qua phát rồi đấy. Đây đây. Thanh niên này là dạng như là cái du lịch mà streamer du lịch á. Còn em này bao du chưa có cửa hàng thôi. Cái này mình đi mình mời khách đúng không? Sau game hết hướng dẫn tutorial làm gì ở giờ này, cái shop của mình mới level 1 thôi. Bây giờ thì mới gắp cái gì đó. Biết gắp cái gì bây giờ trời? Cái này dạng như cái kệ hàng của mình vậy á. Ok, gắp mỗi loại hai cái. Cái này có kho đồ cũng phải gắp luôn. Nó tự làm ta, nó tự làm thì phải hết. Ui đầy máu luôn. Ủa cái này đâu? Chứ dừa. Đây là số 4, chúng ta để làm cái kho đồ thì để đây đi. Chuyển hết đồ vô chuyển bằng lúc nào ta? Không lẽ kéo từng món. No filter. Sell item. Không hiểu cho lắm. Ủa? À cái này là cái kệ trưng bày mà. Ok. Nè. Cái hộp gì nhỏ xíu vậy? Cái này các bạn nhựa, còn cái này là cái đèn. Nội thất, cái chuông. Đá, gỗ, tiền. Nước ép cam. Trời ơi, cái bàn nó nhỏ xíu à. Không, cái bàn không để đây được. Để đây đây. Bằng đá thì mình chưa đủ trình.
dọn hết cái khu này luôn. Tưởng chưa biết phải làm gì. Cái này là dạng bê tông chặt ghế luôn nha. Ai đây? Tiết kiệm cái tiền của mình có cách khôn ngoan khi còn trẻ. Khi bây giờ thì mình sẽ cần phải rất nhiều tiền để sử dụng. Tôi thì không dễ tiết kiệm cho lắm. Không bao giờ quá trễ để học. Cái gì? Ổng quạo ơi. Em sai rồi anh ơi. Rồi. Bạn tìm cái gì ở đây? Tôi muốn tìm một số cái nội thất. Rồi. Cái bàn này lấy bán luôn. Bây giờ em vô đây để cái bàn này vô. Cái ghế này vô bán luôn. Đồ cũng xếp không à. Đam 42, đam 36. Đam 20. Legend Dagi. Ủa? Gấp cho được ra Legend Dagi vậy? Bây giờ gì đâu bán rồi phải không? Không đi tiêu vậy. Làm sao để sửa cái này? Đam 15 Legend Dagi là đam 20, còn bình thường là đam nó chỉ có 10 thôi. Dọn luôn cái cây này đó. Level 6, ngon. Nãy đánh tới 100 mấy lần cái màu vàng á. Bây giờ đánh còn 8 mấy à. Đồ nó lỏng đi. Đi ra. Phải. Bị đá đè chết, trời ơi nó nhục. Ủa bị cây đè chết chứ. Cái hạt bamboo không biết làm gì. Ủa kìa. Sao game này nó làm hitbox gì kinh quá vậy. Đi ra, game méo ổn nha. Rồi, xong cái việc dọn dẹp cái khu này rồi. Bây giờ tiếp theo chưa biết chúng ta phải làm gì.
nó sẽ gác ngay trước cửa mình luôn. Thì có ghi quýt mình shop level 1 để nâng cái cây kỹ năng này lên rồi. Ok, lực lệ của shop là chưa có, cái trang bị hàng đặc biệt để bán cũng chưa có luôn. Mua gì không anh ơi? Nó nằm đây nè, bây giờ bán cây đèn luôn. Mua cái đèn không? Cái đèn này hơi bị sáng á, nhất là mấy buổi tối á, ngon. Vào đây tính tiền phải không? Giá bao nhiêu? 38 đồng. Goodbye. Ngon. Vô nhà ông sếp lấy đồ đem đi bán. Cái này medium, còn cái này là mó, là nhỏ. Cái này mới là cái kho đồ của mình nè, cái này cũng là nhỏ luôn. Bán mấy cái gì nhỏ nhỏ thôi, cái này là gác rồi. Laser hả? Đây á. Có bánh kìa, bên trái kìa. Nè, bán nguyên các bạn nào mua không? Bán nước trái cây. Sao lại chơi? Mua ly nước trái cây quá không? Rồi, được, ngon. Xài thẻ hả? Giá 45 đồng. Rồi, không có giảm giá. Shop mình đã lên level 1. Làm ăn khấm kháo quá ha. Bán cái chuông. Cái gì? Ông sợ gác hả gì? Trời tối rồi, có ai mua nó không? 27 đô. Rồi, thành công ngày làm ăn đầu tiên, 100 đô. Không ai mua cái bàn này hết. Nhưng mà người ta mua cái này khá nhiều, nên mình sẽ gấp thêm một đống nữa. Gấp từ cái bàn này quá. Game nặng dữ nha. Thôi thôi, đóng cửa, đóng cửa. Thôi, nó mua nguyên cái bàn luôn. Hai trăm đô ngon nghẻ. Ủa, mua xong không cầm về hả? Mấy xin nó giục lại ơi. Đủ đạn khách hàng. Thằng nào vậy? Con chậm hả vậy? Ôi, what the fuck?
đi gọi anh lại. Đó, hai cái thằng mà ăn trộm vô nhà mình nào. Bây giờ tôi muốn gắp mấy cái nền để mở rộng ra cái khu này thêm. Cái ba lô mình lại phui rồi. Ngày mai mới mở cửa chị ơi. Không bán bàn đâu, cái bàn này nó xịn hơn. Quá trời mấy thằng khách nó vô nó xả gác bên mình. Cái bàn này là lớn, lớn thì bán ở đây. Những cái nhỏ nhỏ bán cái này này luôn không ta? Bán sandwich luôn đi. Có gì bán đấy. Cái ghế medium chưa bán được. Cái bếp này thì khá là ngon nghẻ nên chắc phải giữ lại. Cái máy tính tiền. Cái máy tính tiền thì dắt để đây. Ok. Mở cửa cho mấy anh nó vô. Level 2, shop bóp bóp. Update, đã lên cấp. Nhấn vô này. Thêm một cái lực nữa. Tăng giá 1 đô hả? Dược phẩm đặc biệt hả? Khách hàng bây giờ sẽ xem cái shop của mình nhanh hơn 10%, dọn cái sàn đó. Cho khách hàng nó ý thức lại một tí. Đóng cửa. Đóng cửa rồi về đi. Cái này đeo vô sao ta? Đeo quyết mạnh đó. À. Ngon. Bây giờ mình phải đi làm cái gì đây? Gấp tin. Game nó nghĩ hướng dẫn mình này. Ở đây chỉ có cái bàn này thôi. Nghỉ bán, tạm thời nghỉ bán này chị ơi. Sao nó không gấp?
Nó không gấp là làm sao? Vãi. Đó, nãy là bị dính cái lỗi bớt gì đó. Cái gì cũng cần tiền đó chứ anh em ơi, không ổn rồi. Thiếu tiền rồi. Còn cái méo gì để bán không? Bán miếng bò luôn, mình nhịn ăn bữa đây. Nó like kìa. Bán trái dừa. Làm sao mình định giá vật phẩm được ta? Trời, chạy gì như lăn ba như bộ vậy? Mua hàng anh ơi, vừa tươi đó, vừa tươi mới ra mắt, một trái 80.000 thôi. Bán luôn cái măng tre được không? 51 đồng. Mười bảy đồng, cái măng tre 17 đồng hả? Cái cây nãy mình dục được nhiêu đồng? Thử coi. Ê! Mấy anh ý thức cho con dội vậy á. Đúng rồi đó, mua cái mà cây gậy đó đi, giá 30 đi. 19 đồng à, lỗ rồi. Vô. 11 đồng thôi cái măng tre nữa. Đóng cửa, không bán nữa. Quá giờ mấy thằng khách nó sẽ gác. Và đây nâng cấp được vật phẩm rồi. Cái này để dọn sàn hả? Cái này cái thùng rác không đủ tiền, 175 đồng nữa. Đây là mình xây được cái sàn shop nè, 35 đô, 35 đồng với cái này là 100 đồng nữa, là 135.
Giờ phích đồ đó. Để mấy cái ánh sáng này nó có chịu quá. Để như này thì có to quá không? Xấu quá vậy. Từ 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 từ. Mấy cái cây anh em nhìn nó chớp kìa trời. Game này làm đồ họa chưa tới ưu rồi. Sao mấy cái cây nó chớp dữ vậy ta? Em nhìn thấy mấy cái cây nó chớp không? Méo ổn rồi. Bán mấy cái đống rác này kiếm tí tiền lặt vặt cũng được, có 9 đồng mà trời, biết nào mới đủ tiền. Ủa vậy cái này là cái gì? Thuốc hồi máu à? Cái này chắc phải đi săn động vật rồi mới được, chuẩn bị lên hồi đồ đá nữa. Cách gì mà ý thức như con voi vậy á? Shop level 3. Đóng cửa thôi. Wow. Bây giờ mình lên nhà ông sếp mình mượn đồ của ông về mình bán. Sếp ơi, có đồ gì trong nhà quý giá không? Em thịt gà của sếp được không?
Điểm dọn vườn nhà sếp cho nó vô quá. Sếp làm gì? Vãi, ổng thấy mình làm cái đó. Ổng thấy mình trộm đồ. Không không không, cái gì đâu, không gì đâu. Rồi sếp này không tin tưởng nhau gì hết. Em đi thăm nhà sếp một tí được không? Cái áo mới lấy rồi, 11% kháng chống đối. Nhà xếp nhiều đồ quá. Mình có thể nướng thịt trong này luôn, bá đạo gì đó hả? Ba lô mình phui rồi. Đồ trong này đồ trưng bày nên không có lấy được. Cách vô nhà mà sếp phá cái tủ lạnh ra luôn. Ăn luôn, ăn hết bánh mì của sếp luôn.
cái dấu găm. Sếp bỏ cái dấu găm vô cái thùng mì làm gì? Cây đuốc này lấy cũng được. Cái màu xanh hình như là nó xịn sò hơn đó phải không anh em? Trộm luôn cái nồi cơm của sếp. Và có cái gì đây nè? Hàng hiếm. Con gà. Mình lên level 5 luôn. Chứ toàn bằng cái trẻ với gỗ gì? Nó có đồ ở trong. Mình đi mình đập hết cho anh. Thiệt, một pha chơi ngu. Cái bàn này tí nữa mượn về nè. Rồi bắt đầu về mình bán hàng. Kiếm tiền đã. Mua nguyên cái bàn luôn. 28 đô à. Mua táo đi, mua táo đi chị. Cho táo có 6 đồng à. Cho táo này còn có 5 đồng à. Bán thử mấy cái ly cà phê. Không ai mua hả? Ăn xong chạy luôn rồi. Bán cái đèn. Chị mua cái gì vậy? Ly cà phê hả? 52 đồng. Dạo rồi anh em ơi.
Mình khứa hết ly cà phê trong nhà sếp là có bộ làm giàu được đó. Vô đi mấy anh ơi, vô vô. Quy lão tiên sinh hả? Khốn nạn. Anh cần gì? Cần một số trang phục không có. Không có cái đó. Thái độ lồi lõm liền. Shop người ta nghèo. Nó mua cái gì? Nó mua cây đèn hả? Hay là cái ly? Mua cái ly. 147 đồng nữa anh em thấy chưa? Thấy làm giàu nhanh không? Bốn ba đồng chị ơi, cái ly gì mà giá 1 triệu đồng? Cái ly giá 1 triệu đồng. Nãy mình học được cái campfire rồi, cái kho rồi, cái này thì dễ nhìn hơn nè. Bốn cái này, tính tiền tính tiền đây chị ơi, mời vô 46 đồng. Mua gì lửa đi, xin mời quẹo lửa. Gì mà gạo thấy ghê vậy? Bàn này nó hơi chón diện tích quá rồi. Bán đắt như tôm tươi vậy đó. Đi du lịch mà vô thấy thằng chủ cửa hàng nó cầm cái cây mã tấu như thế này. Còn 2 cái cốc thôi. Mấy cái đồ bự bự này khó bán lắm. Tiếp theo chúng ta bán nước cam thử ha. Với cái chậu bonsai. Nước cam. Nước cam. Nước cam luôn. Cái này mà cũng có màu xanh đó hả?
đóng cửa rồi, về đi. Cái nữa đi, gấp thành cái luôn. Để đây chắc là không có bị trộm đâu quá. Đi dọn nhà cho sếp thôi. Có bộ ngon á. Nên là mượn đồ của sếp về mình sale hộp. Sếp ơi, sếp có nhà không? Em đến thăm sếp đây. Ây da. Đúng là cái cục kit gì cũng lấy thôi. Cái này không để chồng lên được hết ta. Về khi nào trời mới tối vậy? Bay ghé lửa quẹo lửa hàng quá. Transmitting your research choices to algorithm. Accessing message 14. Cái gì đấy? An interesting choice. Algorithm person. Hypothesis. Your at least I can help you with your keep going. Rồi, bắt đầu hướng dẫn mình nghiên cứu thôi. Research matrix. Nice. Expanding research matrix. Insufficient cash. À, từ. Nó mua cái khúc gỗ có 9 đồng à. Bà này gian hàng á.
bán nước lọc, bán luôn nước lọc, bán luôn nước lọc, vẫn là bán nước lọc. Anh mua cái ly cà phê giá một củ hả? Game này có đúng thế hay là cái gì không ta? Bonsai nè anh, bonsai nè. Cái túi giấy đi. Nước ép trái cây mà có 27 đồng. Trời, nước còn cái nắm đồng gì đó hả? Trời, nó mua nguyên cái chậu bonsai luôn rồi. Nước có 5 đồng mà biết gì để dành uống này. Ủa, cái đầu không có ăn quịch chứ. Rồi, cái chậu bonsai có 6 mấy đồng. Cốc 40 đồng. Ủa, hồi nãy bán 40 mà sao giờ còn có... mười ba đồng, ngon. Ngon cái gì, tự nhiên cái cốc mì nó mất giá dữ vậy ta, hay là hàng bán nhiều quá vậy? Con này mua cái gì, túi phân bón hả? À, cái túi giấy, túi giấy có 10 đô à. Ba trăm đồng rồi đó. Bán cái đèn, bán cái chai, cái măng tre thì hết giá rồi. Chú ơi, nó sẽ gác nào. Cái ly của mình bây giờ còn có 14 đồng à. Mua cái băng tre này thì chắc còn 4-5 đồng quá. Rồi, băng tre còn 4 đồng. Chậm 35 đồng cái nồi nấu ăn. Đúng là anh đồ bếp, có chị đồ bếp thiệt. Chị biết có mắc lửa đó. Chị có mắc lửa hàng đó chị ơi. Nó mua sạch cửa hàng đó luôn rồi. Hết, hết hàng ấy. Về, về đi. Còn mấy cuốn sách với cái đèn. Thôi mở cho nó vô đi.
Nice. Great. Trồng sách này mới được. Bây giờ chắc phải nâng cái kích thước lên được. Không bán hàng nhỏ nữa. Bán hàng nhỏ nhiều quá thì cũng không ổn. Đầu bếp, mua cái nồi kìa anh đầu bếp ơi. Mua cái nồi đi. Tiền. Rồi chúng ta lên nhà sếp chơi có gì vui không? Sếp ơi, em đến thăm sếp đây, sếp khỏe không? Con gái sếp ra sao? Vợ sếp thế nào? Con gà sếp nó bị bệnh à, để xử cho sếp. Không có gì hết, không có gì hết. Mọi chuyện đều bình thường. Nước này giả được nhiêu, uống luôn đi. Chậm dậy nhà sếp luôn á. Cái này gà, thịt gà này chắc đem nướng được. Cái này có bóng đèn, cái này cái tô. Nhiêu đây được rồi, vậy thôi. Làm quá sẽ buồn, sẽ đánh mình. Này bây giờ còn có 10 đồng mà. Cái bóng đèn thì còn được 20. Bột cà phê này không biết nhiêu. Cái thuốc này cũng còn có 10 thôi. Mình có 400 tiền phải không? 441 tiền, mình coi nghiên cứu được cái gì. Tường. Transmission your research accessing message. I worked hard. I find great joy. Like the meta have been we.
waiting for some, but even obstacles like radiation will stand in your research gives you them. I can give you them. Just be mindful. You must be. You may call the reason as you board. Nói nhiều quá luôn. Nó chủ yếu là quảng cáo cái dịch vụ đó. Này cái máy. Cái này là cái gì? Máy cắt gỗ hả? À, máy cắt gỗ chắc làm mà cái gỗ nó xịn xò lên. Tưới cây, nến. Nến đưa thành cái độ sáng. I hope these pre-record because I and I need you to make accessing messages. There is a hit bây giờ còn 155 tiền. Mở cửa hàng. Còn cái nào to to nữa không? Hồi nãy bán 4 mấy đồng, bây giờ còn có 10 mấy đồng mà. Này không ai mua gì nè. Lửa đi, có cái dao Thái Lan nè. Có cái son đó nè. Anh muốn cái gì? Công cụ làm nông. Không có. Nó đít lại hai cái luôn. Bóng đèn. Cool. Đúng là cứ hiểu tập quá đi. Ờ đúng rồi đó, đầu bếp. Mua cái dao quá đúng rồi đó. Đó, 100 đô, đúng là anh đầu bếp có mắt nhìn người. Bán cái nến. Thì bán thuốc thôi. Bán đắt như tôm tươi luôn. Cái này Amazon là phải cạnh tranh với tôi rồi đó. Nó đẹp đấy. Tuyệt. Tí nữa tôi đi săn con heo rừng bên đó ha. Đóng cửa. Không khí trong lành. Đã mua cái đèn 100 đô rồi. Muốn gỡ cái đèn lại nữa. Mua sao có cái đèn lại không trả tiền luôn. Dạ. Gì mà khó vậy? Một hit. Ủa?
thất bại lần sau. Mấy con bóng đèn đó thấy nó hiền hiền sao. Double kill. Ngon, coi bộ giết mấy con quái này lấy đồ nó có vẻ ngon á. Này là cái gì? Chạy băng niêm mà kịp. Bốn giây, ba giây. Vô kịp. Ủa giết người cướp tiền được không? Được luôn. Em xin lỗi, em chỉ thử thôi. Em không biết. Cái gì? Thưởng con cua hả? All hail the sovereign of sand and sea. The great Herrick will set us in razor claw longing for great warriors, just as the sand. Lúc đặt nhiệm vụ cho tôi chả biết cái gì luôn. Game này đúng bữa, nhưng mà nó vui. Có cái gì đỏ đỏ đó nữa kìa. Bên đây nữa nào. Có ai đó đã khai thác cái sức mạnh của cái cổ ngữ này rồi. Đến gặp cái gì? Đến gặp cái mà ông này ở cái làng Kajai hả? Bên dưới cái khu máy hiên màu tím. Tí gì tôi phải nâng cấp cái cửa hàng lên nữa mới được. Nên chắc có cần rất là nhiều ba cái kia. Nước không vậy? Cái nấm. Ý. Thank you.
thăm Úc lần sau. Về lại cái shop của mình đó, chả hiểu gì cả. Cái gì vậy? Cái gì? Bạn bị lạc à, một cái nhà lữ hành. Ông này dạng như là không đóng công trình á. Hơi thấy ghê lạ khi mà ngạc nhiên khi thấy cái người như mình lang thang ở đây. Trông giống như một du khách vậy đó. Nếu mà bạn muốn trở thành một cái người mà chuyên nghiệp giống như tôi. Một tên trộm chuyên nghiệp đúng không ạ? Ông này sẽ dạy cho mình một cái kỹ năng gọi là mở khóa. Ôi ôi. Tôi được gọi là người mở khóa giỏi nhất trên cái hòn đảo này. Trong số như là một cái tên trộm tài năng và một tên tội phạm cực kỳ tuyệt vời. Ok. Tôi đang định mở cái hộp này. Thay vào đó thì để mình thực hành với cái hộp này luôn. Ok, cũng được. Có một cái đồng hồ đeo tay họ hiệu là Achalia ở trong đó. Mặc dù bị hỏng, nhưng mà cái đồng hồ cái hiệu Victoria này là một cái sản phẩm mà rất là cực kỳ có giá trị luôn. Thậm chí nó càng có giá trị hơn nếu là nó được sửa chữa sau đó. Ok. Đây là một dãy công cụ lúc phích cho mình bắt đầu. Đâu anh? Ba cái lúc phích. Mình nên dục cái gì ra bây giờ? Quá giật kìa anh ơi, quá giật. Mình vừa ăn cái gì mà nó không có cái gì chứ vậy? Chả biết nên bỏ cái gì ra bây giờ. Cái găng anh này thấy lạ lạ. Thịt gà, dục đi. Ủa sao mình phải chạy bộ vậy? Trong khi mình có thể tay le cái một. Trời ơi. Bây giờ nghiên cứu mở cái shop của mình nó lớn hơn đã. Thêm tí tiền nữa thì mở. Giao bán dần dần mọi thứ. Đi nướng thịt coi thử rồi nó làm sao. Sao nó không chạy? Nó không chảy.
Trời ơi, khách nó xếp hàng kìa. Nó sẽ gán nữa kìa. Không hiểu lắm. À, trời ơi, cái ô phu ở đây thiết kế nằm trong cái khu này đi, đéo thiết kế đâu, đặt bên hông. Không có nghĩ gì không biết nữa. Expanding research matrix. Expanding research matrix. 250. Không có đủ tiền, hết tiền luôn rồi. Bây giờ về mình trưng hàng ra cho shop đã. Cái súng lục thì không bán đâu. Cái lúc phích cũng không bán được. Cái này cũng quần luôn á. Được cái tập về. Tập về này 35 dam, cái này cũng 35 dam. Cái quần này nó xịn hơn. Xịn hơn cái quần gách kia. Mình mặc đồ mà cùi hơn con zombie nữa. Cái áo này giống trong Cyberpunk quá ta. Cái áo của cái thằng gì mặc trong cái anime của Cyberpunk đó. Và cái nước này có nhiều tiền đâu. Giữ nó uống đi. Cái đồng hồ này có vẻ hiếm đó. Nên không thể bán đồng bậy đồng bạ được. Mình hết thứ để bán này. Thịt nướng bán được nhiêu ta? Bán được nhiều thì đem đi bán luôn. Cái nanh này có 11 đồng mà bèo dữ thiệt. Này mua cái quần á, cái quần 45 đồng. Vậy là đi giết người phong quái đầu mới làm kinh tế nhanh được. Bonsai. Bonsai hy vọng 6-70 đồng đi. Cái này nãy là cái gì mà vừa đặt vô là nó mua liền luôn đó. Đô luôn, 5 đô cho bạn và 5 đô để giải quyết vấn đề. Nó hỏi cái mà đồ trồng trọt á, là mình có cái hạt giống mình cho nó. Thịt nướng có 16 đồng à, bèo quá à. Biết gì để ăn luôn rồi. Cưng. Cái hạt giống 10 đồng mà thịt nướng thì 16 đồng. Kìa, nó mua cái quần này kìa. Chậm đông ngon. Để vô xe chim vô để nó coi đã. Cái gì? Mặc nó coi. Game vậy? Không coi cái gì. Cái đèn 20 đồng, có đứa mua bonsai rồi. Cái đèn chấm đông. Ngon. Chậu bonsai này. Cái quần á. Quần nhiêu? Quần có 38 đồng à. Chậu bonsai nó hàng xịn đó nghe anh. 75 đồng à.
shop level 8, khách hàng anh ơi, khách hàng, đóng cửa, lưỡng hết đi, khách hàng, chim cút. cái gì? Mua cái gì nữa vậy? Trời, nó mua cái cây dao hả? 49 đồng. Cảnh xấu trừ 10%, thái độ với khách hàng trừ 21%. Miếng thịt 15 đồng, hồi nãy 16, giờ còn 15 mà. Cụ không mua gì? Thịt nướng 14 đồng. Cái nồi này bán hoài không ai mua là sao ta? Rồi nó bị lỗi hiển thị. Trời ơi, chưa có đặt đồ vô. Ăn gì? Trời ơi, khách nó sẽ ngát. Má. À, em lộn vậy. Game tôi đưa mày, tôi rủ mày chơi mà mày không chơi đó. Bốn khách hàng VIP đang chờ. Còn cái béo gì bán đâu. Ừ, vô đi bán nước cho mấy anh. Rồi bán cho cái hạt giống. Nước này có 5 đồng mà bán nó lỗ. Cái nào vừa vừa không? Cái hộp này bán được, bán luôn. Đâu đâu mà lấy ra bán ngoài à? Ăn trộm con sếp. Đóng cửa, đóng cửa, hết hàng rồi. Chim cút hết đi. Nè, tao lên tao trộm đồ của con sếp, giờ tao bán cho mày coi, mày học. Tao vét sạch nhà của ổng luôn mày. Mấy con gà, mấy cái cây cỏ gì chặt hết cho anh này. Đó, thì luôn lấy cái thùng luôn. Bánh hết. Sếp còn gì không? Cái chuồng hả? Cái chuồng chim của sếp hả? Ôi, ổng không biết chậm hả? Ổng thấy ổng bắt mày mày. Mày phải làm lén lén sau lưng. Cái cửa này chưa chậm được. Giá sách thì bự quá. Cái giường không nổi. Cây đàn. Á, bồn cầu cũng rửa nè. Cái gì chậm hết, cái toilet level 5 mới chậm được. Xâm phạm. Hốt luôn. Cái bàn bự quá. Ê! Không, không có gì sếp ơi. Cũng đuổi cho chó nha. Tạm biệt sếp, em về đây. Bye bye. Hẹn gặp không bao giờ gặp lại sếp nữa. Rồi, lại đi thăm sếp tiếp. Rồi, ổng thấy kìa. Thôi thôi. Thôi, không có tái phạm đâu. Giờ mình lôm lôm luôn. Con người với nhau mà không tin tưởng gì cả. Tin mày bị mày vét hạt đồ đó. Cái nồi nãy, cái trăm đô á. Sếp vô nhà em chơi nè sếp. Không quá, tao tin mày đéo quá. Quá là gì vậy? Đẩy ba lô vậy.
thục các sếp luôn nè. Được cái áo. Mở phá chưa được. Hết cái đồ mở phá rồi. Cái bàn này cũng đẹp đó. Lấy về làm cái bàn tính tiền cũng ngon. Con lấy cái bàn này. Chụp cái gì ra bây giờ? Rồi về. Bắt đầu có vốn kinh doanh rồi đó. Thấy sếp người ta hỗ trợ nhân viên người ta khởi nghiệp không? Đó, mày không tạo ra sản phẩm mà mày dân trộm vô hả? Tạo ra nó lỗ mày không biết. Bản ngào. Áo này xịn không ta? Phan. Áo này xịn hơn cái áo đang mặc. Bán áo đang mặc. Bán cái bình. Này medium hả? Vậy bán cái đèn. Bán cái dầu thái luôn. Nước thì đéo bán. Bán cái lồng chim. Bán cái chuông. Game này mày đánh là mày cầm cái gì mày cũng đánh được cho anh nha. Nè tao cầm cái thùng tao đánh luôn cũng được đó nè. Cái thùng này là nó tăng hiệu ứng nhưng mà nó làm xấu thôi. Thùng này cũng để đồ được đó. Thấy đa năng không? Nó bụi đó. Thay cái bàn đi. Cái máy tính tiền. Không, ở đây gần quá. Cách đâu hết rồi. $200 tăng giá được $5. Tí nữa gấp cái thùng rác cho mấy anh khách mới được. Cái này cái ghế cũng xịn phết đó chứ. Hết đồ bán rồi. Mua cái thùng đi, mua cái thùng đi cũ. Cũ ấy, cái nồi nấu ăn nè. Ở đi mua cái chuông. Không được. 40 đồng. Anh đồ bếp này thì chắc mua mà cái đồ nấu ăn này. Áo nè, áo nó ngực của em nè. Ra coi nướng thịt xong chưa? Hết chè luôn rồi đó hả? Đó, đúng rồi đó anh. Một cái thùng đi. Hải chấm đông. 5-6 luôn. Anh này tính á. Ủa, fan SP trong cái kia là cái gì? Ôi vãi. Tăng máu lên. Tăng đam. Ăn stamina. Cái gì? Giật cái mình. Trời, cái hoạt giống đi mua nữa. Bình giá rồi. Cái đèn á. Trộm ghét rồi, nhà ông sếp tới thui luôn rồi. Đọc mua cái áo ngực kìa. Anh mua cái áo ngực về làm cái gì? Bị hư hỏng trừ 15% hết hàng rồi. Đóng cửa thôi. Uống một đồng cái lồng chim của sếp đó. Cái dầu thái hả? Dầu thái 3 đồng. Hôm nay còn nhiều thứ lắm nè. Mấy cái nhiệm vụ gì nữa đây? Đủ khó gì đó thôi. Bây giờ làm kinh tế chứ đã. Bây giờ xây nhà lên. Chết rồi, khách VIP lại rồi.
Chết biết đợi lấy cái méo gì bán vợ. Không có gì để bán hết. Bán nước lọc. Mấy miếng da này đứa này được nhiêu? $12 chơi nước. Đúng là khách VIP. Chơi nước bình thường có $5 à. Đó, chơi nước có $5 à. Bán thịt luôn. Miếng phô mai mới nướng anh. Cây đèn 77 đồng. Ngon. 3 sao. $26 miếng da. Anh cần gì? Tôi muốn mua một số công cụ. Bán luôn cho anh cái này. $40. Sao sửa đồ được ta? Đi chặt tre đó. Chặt lại quảng tre nó đè chết. Đi luôn à. Rồi gãy cái cây luôn rồi. Có tre rồi. Có tre rồi, bấm gáp. Con này là gì ta? Hướng đó hướng nhận sếp mà. Sắp được ngàn tiền rồi. Cái gì mới gõ vài cái à, sắp hư nữa rồi. Không. Chị game auto hả? Cái kiểu như dây điện tự động á, như con Kadit thấp rồi á. Không. Nó làm tay lòi con mắt luôn, nó tự động. Bây giờ cái dán tường. Cái này là máy cắt gỗ. Đây 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 cái lò gạt đá này. Bên đây cái lò lấy than, bên đây là cái giường. $60 và quất luôn. Very nice. My access. I and I go. She might be a secret. And I let first go find. Đi đến cái đảo hải tặc lâu lâu rồi đó. Kệ nó nhiều quá. Đây 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 cái khay hàng mà. Đây có khay hàng lớn rồi. Expanding research matrix. Lò rèn vũ khí ngon. Gậy gỗ, gậy gỗ giờ lấy gì nữa? Có đạn luôn nè. Công cụ đá 65.
bộ sửa chữa. Trời ơi, nãy xài mất cái vũ khí xịn rồi. Khách hàng sẽ có thể trả hàng đưa vô cái này. Lò gàng. Cây tre lúc phích 200 đô nè, ngon nè. Expanding research matrix. Đây 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 đây. Người chế cái đồ đá nè. Cẩn méo vậy? Cần cục gạch để gia công với mà gỗ. Chắc phải có cái này. Cục gạch gia công thì phải có gỗ xịn mới lên được cái đó. Ủa? Cái giường cũng phải có gỗ nữa. Sử dụng để xây dựng ấy. Ngon. Trời, nó sẽ gác. Chúa ơi, mang này nó dơ. Sao là 30. Chứ có máy cắt gỗ mà không có máy cắt đá đâu. Chắc cái lò nung đá này quá. Nhưng mà làm mấy cái to to đó. Cái lò nung đá. Lò rèn vũ khí phải có đá. Chỗ này là chặt cây hơi bị nhiều nha. Con gì? Con gì? Yeah!
Level 12, chặt gốc luôn. Cái này là cái gì? Tiền. Con này ngứa à? Mép gớt đồ luôn. Gớt nào. Sáu. Cái quái gì vậy nè? Cái này mà medium mà. Trời chặt che muốn lòi mắt luôn mà không đủ làm cái gì hết. Chết rồi. Đút mấy cái này vô đó. Một. Hai. Ba che mới được cái hả? Ờ có than nè. Nung đá đồng giờ mới bắt đầu lên mấy cái nung quặng. Giờ mới bắt đầu vô bui đinh mà bui sao? Có cái dầm, cái trụ, cái nền, cái sàn. Không đủ nguyên vật liệu. Cái sàn này còn cái gì? Cái sàn này, cái lỗ đất. Sao biết nó cần cái gì đó? Em
nó rộng ô ra đâu, thấy ngoài có một ô vậy. Nè, đang xây mấy cái sàn mà không, à nó cần 8 cái tre. Rồi, tí nữa đi. 8 cái tre hả? Bán mấy cái bự bự đã. Cái bàn này bán luôn nè. Cái bàn cái nửa cái sọp này. Rồi tiếp tục đi chặt tre thôi. Tắm cái tre được một ô mở ra khoảng là 18. Rồi mình lên đồ đá nữa chứ. Đây ghiêu chặt cây bằng đá đây. Số 2. Số 1. Cũng không thấy mạnh hơn nhiều á. Sản lượng thì cũng y chang vậy luôn. Mày gấp toàn tao nghe tiếng mày gấp nữa. Đá nó ra than nữa hả ta? Nhiêu rồi, gần 200 luôn rồi đó hả, 200 mấy không mày, lên 300 về. Cây này bó này nữa đủ. Tập
đá. Cái gì? Khu rừng như đó. Về thôi. Chưa mở được nhiều bản đồ chứ. Coi cái bản đồ rộng cỡ nào ta. Coi rộng phết luôn á. Mình lo làm kinh tế không anh? Bây giờ xây nhà. Ủa sao sống cái gì? À nó còn cái sàn nữa. Cửa nhẹ nhẹ mày. Mày nghe không? Nghe sao không? Đang liền phải bên tầng này dưới mày. Rồi, đẹp rồi đó. Quá như vậy thì được chứ mày. Không phải mình phải có thêm làm chứ. Mày vô đi, tao thuê mày. Tiếng trả mày 10 đô. 10 đô. Có cái thùng rác này nè. Thiếu hai tre để làm cái giường đó. Ba trăm tre về không đủ xài luôn. Tí cái thùng gác màu tím luôn. Thùng gác màu tím không biết để làm gì. Nghe tiếng mẹ ý luôn á. Má hát cái đó luôn hả? Bán cái bánh luôn.
500 lận, không có tiền. Trời, giết mấy con quái được 50 đồng. Biết gì nãy đi sát sinh này. Cái bình cổ của ông sếp 100 đồng rồi. Má giờ mẹ cái đống này. Mưa gì vậy? Rồi mưa rồi. Cái shop đéo có nóc. Sắp đủ tiền. À chồng. Mua gì? Hàng công nghệ cao hả? Mới có. Trời, nó mua nguyên các bạn. Hải chấm đô, ngon. Năm sau luôn. Cái bàn của ông sếp đó. Anh hàng rồi. Đủ uống hả? Nó sẽ phản thế nào không? Sẵn có 16 đô à? Lấy cái thùng mình bán luôn. Nó bay nguyên cái đồng đi không cơ. Coi kia này có thêm gì không? Thì mình làm. Tiền đâu thấy? Không thấy. Tại đầu đâu bán? Coi nó có chắn không chứ? Nó mua nguyên cái loại này. Cái game nó làm sao mà được? Bình thường. Đúng. Rồi nó đóng cửa tiệm rồi đuổi khách. Hết hàng rồi.
khách hàng gọi đi về. Ê, trời ơi bấm lộn. Nó đập cái nhém nó bể nhà. Mày uống nước đó à? Bàn 200 đô còn bán nữa. Sáu hai bốn năm mười còn nghe tiếng gì như cái tiếng đồ tép vậy. Thiếu đá bây giờ nâng cái lò vũ khí này lên. Thank you.
Cái này là sao ta? Có được cái cung luôn hả? Cung bên qua à? Chế chế cái nỏ, cái cung thì đây chế tên đá hả? Đồ gan gì mà chí gan mà ba cái đồ cùi không vậy? Ủa cái giường này để bán cho không có ngủ được. Con game sinh tồn mà mày xây cái giường để bán cho mày đi ngủ. Cái giường gì? Dọn bớt cái khu này đó. Game này có ba lô không ta? Chứ không có ba lô mà. Ồ, nó cầm cây chẩm ở đâu kìa. Nãy lút được cái cây đó trong nhà của ông sếp. Đánh ngay 200 đồng. Mượn. Đây, mở cửa cho mấy ảnh vô. Mua giờ anh ơi, mua bàn kìa. Sao đi chơi? Rồi mua ghế đây. Trời cái ghế 50 đồng mà. Đồ mấy đêm này cái rồi quá. Cam hả chị? Đó, dẹp nguyên cái bàn luôn. Hay đó anh. 270 đô. C4.
xứng đáng năm sao. Bán nguyên cái giường luôn. Nãy làm cái giường ra tưởng cái giường để ngủ. Mày mua gì? Quần áo hả? Quần áo không có. Nhà nghèo lấy gì bán quần áo không? Cái đèn 35 đồng. Trời tối rồi. Mua giường đi. Ngàn đô đó thấy chưa? Đó, em đã dán quần cái tủ luôn rồi. Hả trong đâu? Cái két sắt. Rồi đóng cửa được rồi. Nó mua nguyên cái giường luôn. Được đi. Shop còn cái gì để bán đâu. Đi giết mấy con kia coi bộ kiếm tiền ngon hơn. Ủa sử dụng cái giường lại phải khách. Rồi ông khách, mua giường giá 200 đô xong dục thôi. Cũng có rồi, giờ đây. Công nhận cái bạn này đa năng. Chế cái quái gì cũng được nha. Expanding research matrix. Chế được cái ghế sofa luôn. Transmitting your research access. My hat, but it is on the side, but I love that. Energy vô phần đó. Bây giờ giúp lại. Phát chưa vô.
Expanding research matrix. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Transmitting your research access. Well, there are one that we put this shit, but pop, we must. Đi cái đường này mua được súng shotgun luôn. Expanding research matrix. Đây, đây kiếm rồi. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Đây 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 bán quần áo nè. Transmitting your risk access. Look at you, the results of your appetite. I leave this island research, research until no, no research without. Yep, yeah. Nó kêu đi gặp cái mà ngôi sao phương Bắc gì đó. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Expanding research matrix. Insufficient cash. Xây cái bàn may quá. Ghế sofa này vì phải có nhựa. Cái bàn máy phá đâu đây, rồi thiếu hai cái lò kia, cái bàn gàng tới 99 cái gáp này lận. Ra nó cắt rồi ra cái gỗ cắt cái nữa. Mày trước khi ngủ tranh thủ giúp tao, giúp tao 10 phút nha, đi chậm tiếng gọc ấy. Cùng mày. Giúp tao khác đi, má cải chim chậm quá. Gỡ game mẹ rồi. Rồi. Nhớ tin mày.
500 GB gì chỗ đâu nữa mà cài em khóc. Sao lo mày, sáu năm năm sáu cứng mà 500 GB gỡ đéo. Tưởng máy đâu mạnh đâu mà. Má hè quyết định không chứ tao thấy máy mày coi sáu cứng rồi tao biết rồi. Nhìn sao ra sáu ổ gì, một ổ rồi chia thành sáu con dùng hết. Ổ 4T bị thằng nào nó dụ mua hư rồi. Đéo mày đổi cái mới rồi. Tiền đâu đổi. Ừ, nhìn trong người nó còn có 17 đô nè, thấy không? 17 đồng à. Anh này cầm cái cây gì trời. Thì cái kiếm màu tím luôn. Cái áo này cũng 24 giáp. Nó này cũng máu với stamina. Đam 35, đam 37. Bộ đồ này toàn cổng giáp thôi. Vãi thiệt. Mua sống dục lên. Hết mua dục thôi. Đồ để giải trí à. Có dụng cụ câu cá đây không? Mua giường đi đúng rồi đó. Dùng 300 đô ngon. Kiểu này chắc làm giường bán thôi quá. Nhưng mà cái giường màu xanh lên. Dùng cái giường này nữa kìa. Ôi giờ mà cặp tay đi ra. Chính cá mấy người khách đây. Bán nguyên của bộ giáp mà trong cổ nè, anh nào mua không? Trời ơi, nó sẽ gác trong cái nhà hàng luôn nè. Cái giường nãy 300 đô giờ còn 200 đô à. Bán nội thất cầu bộ dạo mày ơi. Các bạn ơi, chim cút hết đi khách hàng.
Nó mua sạch kho luôn rồi. Còn mấy cái ghế đổ đi làm đồ nội thất thôi. Hồi nãy là cái máy may này thiếu hai cái hình gấp ba, cái lò rèn này thiếu mấy cái này, đúc phích thì thiếu cái quặng đồng. Làm giường là bao ngon. Khách hàng rồi, chú về đi. Rồi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Mình chơi con này không? Tao lấy kia cho. Chơi con đó không rộng như thật thì chơi. Gáp bán hàng mà nó gáp tay từng món. Kiếm đi kiếm xin tôm, mày nghĩ sao bán hàng vậy? Nè, bán đồ một đống nào. Kiếm đi kiếm thấy lỗi xin tôm, đi khám phá nguyên vật liệu tối ngày bán hàng. Để mày thấy bán hàng không? Mày cầm cục đá tao vanh vô mày bây giờ. Thấy không? Cầm cục đá nào. Cầm cục đá đập cây che cho mày coi nè. Xin đọc dữ dữ chưa? Hôm nay một cành hoa của nó phải giết mày nữa nữa. Ai quăng cái này cho mình ở đây vậy? Đây. Ở chỗ đó chỗ ông sếp mà. Đi qua đây mở bản đồ rồi. Cái này phải không? Ghé thăm sếp ghê nghỉ. Cặp kiếm đâu nhau nhà không kìa. Đậu xác không à? Bất tử đó. Chém ông rồi. Chém ông rồi. Thẳng qua hướng này hả? Hướng này. Có cái gì đó cả. Đi ra. Heo này sao khó đánh vậy? Chữa dành cây kiếm sắp gãy luôn à. Quái. Ê cướp à. Đồ sát. Katana. Bánh phô mai, ngà voi, sừng gì.
thang gì toàn ba cái gì không vậy? Ê ê ê ê, nó cầm ống tre đánh mình kìa. Đèn tin ống tre hả? Giống. Giờ đây hết đi bạn. Triple kill, nó cầm ghế nữa kìa. Đi ai đâu? Cái ghế nó cầm hôn kinh phát. Còn bái gì không mà? Bái gì không mà? Ngủ được chưa? Chiều quá giờ còn ngáp buồn ngủ là bái liền nha. Mày sắp hẻo rồi. Hẻo rồi. Này cái găng tay vậy? Găng tay vậy? Ừ? Con chó nó bự kìa. Ngon ngon rồi, cơn chó rồi, cơn chó rồi. Bây giờ có đá này à, stamina nè. Cái mặt nạ được. Nước cam, nước soda thì chắc có giá hơn là nước cam á. Nước soda nè, giục mấy cục đá rồi luôn đi. Này đeo vô có tác dụng gì? Game này có đạt nữa. Nãy giờ không biết luôn. Rồi cái đèn. Đèn 38 đồng. Kiếm này 40, kiếm này 54, kiếm này 37. Mấy nước cam đây. Mấy này nó đổ uống nước ngọt không chứ nó không uống nước hả? Bốn máu không giáp 15 chống chịu với thời tiết. Người tăng tí đam. Mặt nạ này mặt nạ xanh lá lận. Găng tay. Về các đồ nhảy. Game này chủ yếu đi khám phá là chính. Chắc có thấy bán đồ khám phá cái lời. Khám phá thôi, bán gì, bán đồ chứ nào phụ. Nếu mày tôi thấy mày đâu tập trung mày cướp gặp đồ của nhà ship mày bán không? Mượn, cái đó là sếp đầu tư vô tương lai của mình mà. Rồi, sếp đầu tư giữ chưa? Sau này ta làm giàu, ta chia lại cho ông miếng. Ông miếng.
miếng tí tí. Bán khẩu trang luôn. Bán cái quần tà lõn rồi luôn. Sao buồn ngủ quá vậy ta? Tao không thích cũng 5 giờ chiều á. Ừ. Má tao ngủ được từ nhiều rồi cái tháng. Ừ. Chơi đó. Ừ. Cuộc đời mà ăn ngủ coi ăn ngủ sung sướng. Đó là vậy, ngủ. Như mày gào cái ghê vậy. Cái ghê vậy. Đấy. Xếp game. Xếp sao? Một đống nhiệm vụ luôn, chưa tăng cấp gì cũng mấy quan tâm luôn. Đâu mà bán hàng đâu mà chức năng vô méo. Trận chiến hơi thấp, Harvest, Farming, Fishing, Ganger, Nook, Shop, Shop thầm 3. Ủa, quýt game này xếp game gì đâu? Xếp. Xếp game. Phim. Ok. Rồi xếp. Quýt. Ok.